Bây giờ đến phần thi sự kiện người cá tuần 20, Tiêu Anh sẽ tặng cho mấy bạn một bộ đồ da cá Hoàng Sa. Một bộ đồ da cá Hoàng Sa nha. À, ở phần thi thứ nhất này Tiêu Anh sẽ tặng cho các bạn một bộ bikini. Với đòi hỏi là các bạn phải đứng nước đúng kỹ thuật Tiêu Anh vừa chỉ nha. Kỹ thuật này sẽ giúp cái tay của các bạn biến thành vây cá, nên các bạn đứng cho đúng kỹ thuật, phối hợp với nhịp thở cho đúng để thành quán tính, mấy bạn mới có thể thả lỏng được trong nước không mệt mỏi nha. Rồi bắt đầu 1, 2, 3 tương cùng đúng với các bạn. Rồi bắt đầu. Bạn nào làm sai tương sẽ loại ra. Quay dưới nước. Chỉ còn có 3 bạn đang thi với nhau. Tiêu Anh đang xem xét lại kỹ thuật của mấy bạn thở nước. Thở nước đang đúng. Bây giờ coi tới động tác. Bạn Phúc. Bạn Phúc đang làm rất đúng. Từ từ. Tới bạn Luna.
Phi đang gây cấn hơn, ba bạn đang bơi rất tốt. Mấy bạn đang đứng thở nước rất là tốt. Đúng rồi. Kiểm tra đi. Tương thấy ba bạn này làm khá đúng. Anh thấy Tương mạnh lên mà. Coi bạn nào làm tốt nhất nha. Chọn ra cho Tương bạn nào làm tốt nhất, kỹ thuật tốt nhất. Rồi mũi nè, qua nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, thở con mũi. Có mấy bạn làm có đúng hay không? Từ đây anh coi. Bây giờ anh chỉ cần bắt một lỗi sai là anh cho thua liền nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, thở ra bằng mũi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, thở ra bằng mũi. Thẳng chân ra đứng nước người cá mà. Do mấy bạn cao quá thì mấy bạn phải co co hơi thôi. Hai bạn này thi với nhau quá gay cấn các bạn ơi. Trời, bạn Phúc giỏi quá à. Kéo tay qua là thả mình ra hết hơi vào, đưa tay về 2, 3, thở ra bằng mũi. Ồ, cái tay bạn Phúc cũng đúng kỹ thuật luôn rồi. Bạn Luna thì có sự chuẩn xác hơn về nhịp thở và các động tác. Hả Mira? Thôi bây giờ các bạn cho tôi bắt mạch. Cầm cái này để tôi bắt mạch, các bạn nào mạch đập hơn là bạn đó thua. Chứ mấy bạn làm tốt quá. Mạch ai đập hơn là tôi cho thua rồi. Chúng bộ bikini Hoàng Sa. Bạn Phúc mệt tới nỗi đỏ mặt luôn rồi kìa.